kênh này không nhận tiền quảng cáo, chỉ review xanh chín mà thôi. Muốn biết thêm điều gì thầm kín, hãy vào group kiếm admin. Chào các bạn, mình là Huy. Quạt lỏ 8 inch nhưng là phiên bản Pro Max anh em ơi. Mình vừa nhận kiện hàng này từ Shopee. Khi mua hàng online, nhận hàng các bạn dành một chút thời gian quay video unbox và test nhanh nếu có thể. Để chẳng may hàng hóa của chúng ta có nhầm lẫn sai sót hay là gặp vấn đề gì thì các bạn làm việc với Shop, Shopee, Lazada cho dễ nhé. Hôm vừa rồi thì có một bạn đăng lên group cái quạt này, mình mới biết đến cái sự xuất hiện của nó. Nó chính là phiên bản quạt 8 inch này. Thế nhưng mà bên trong có nhiều pin hơn các bạn. Và mức giá của nó cũng cao hơn. Giá gốc của nó là 299.000. Hôm mình đặt thì không có nhiều mã giảm giá lắm, nên là đặt được với giá là 265.000. Thế còn vào những đợt sale, mình thấy các anh em bắt đáy được với giá khoảng độ 230, 240, thậm chí là rẻ hơn các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng đập hộp để check nhanh về mặt nội thất của nó các bạn nhé. Hôm đấy thì thấy bạn đấy show lên là ở bên trong cái quạt này có sẵn 4 viên pin 18650. Tổng dung lượng pin là 7200mAh các bạn. Đó. Nhưng mà với cái mức giá sau khi săn sale ở khoảng hơn 200k thì mình đã thấy là giá của nó sẽ gấp đôi cái phiên bản quạt lò 8 inch mà chỉ có một pin 18650 hay là 21700 nhỉ? Lâu quá mình không nhớ, 18650 thì phải. Nên là nó cũng có nhiều điểm để chúng ta đắn đo cân nhắc đúng không ạ? Đây là cách đóng hộp của nó này các bạn này. Mã của nó là F33E các bạn nhé. F33E. Đó, thông số ở đây này. Wow, 3,7V 12W á. 5V 12W á. 7200mAh. Ok, chúng ta sẽ cùng mở hộp check nhanh các bạn nhé. Đây là đồng chống sốc này. Wow. Còn đây là quạt của chúng ta này, đựng trong túi ni lông như này. Ngoài cái quạt này, cáp này, cái phiên bản này mình mua ấy, mình nhớ không nhầm là cáp nó không được đóng như này đâu. Quạt nó cũng chẳng được đựng trong túi bóng như này đâu các bạn. Sách hướng dẫn sử dụng này, thông số à, kèm hướng dẫn sử dụng các bạn. Con này đắt hơn nhưng mà nó còn có cả đảo gió luôn các bạn nhé. Ô, tính ra là chức năng hơn nhiều đấy chứ. Đó, cái hình dáng này các bạn này, hình dáng kích thước là vẫn giống này các bạn này, giống phiên bản 8 inch này. Chức năng cũng giống luôn này, thiết kế cũng khá là giống này, có thể đẩy cái lồng lên thẳng đứng như này các bạn. Tuy nhiên ở đây thì mình đang thấy là chúng ta sẽ có một cái đế to hơn, mình sẽ tắt quạt đi đã. Chúng ta sẽ có một cái đế to và dày hơn hẳn. Cái này có khi lại là ưu điểm, tại vì nó to và dày như này thì bên trong này khả năng là sẽ thoáng hơn rất là nhiều, để anh em có thể thoải mái gọi là nhét pin rồi độ chế đủ các kiểu ạ. Con này mình còn quên mất là nó có đảo gió, như vậy nó đắt hơn như thế này cũng là đáng các bạn nhé. Mình sẽ bật lên xem nào. Và bây giờ thì mình sẽ lấy cái máy đo gió. Đây là hẹn giờ này. Hẹn giờ này các bạn này, đảo gió này. Ồ. Nếu mà săn sale tầm hơn 200.000 một chút cho con quạt này, bước đầu là thấy ổn rồi đúng không các bạn? Ổn về mặt giá thành, tính năng, cấu hình. Đấy. Thế còn thực tế như nào thì chúng ta lại phải test lâu hơn. Mình sẽ lấy máy đo gió này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ lấy một cái tô vít các bạn, để có thể tháo lồng quạt. Đồ đạc lanh tanh bành. Ok, tắt đảo gió đi này. Mình sẽ đo min max. Mình đang để gió ở mức cao nhất các bạn. Tiếng nó khá là êm luôn. Tốc độ gió cao nhất mà nó đạt được là 4,04 m/s nhé. Mình sẽ đo lại cái quạt phiên bản 8 inch của mình.
4,19m trên giây các bạn. Nó cũng xem nhau thôi các bạn, tranh nhau một chút xíu thôi. Khả năng là hai con này kiểu sai số do cách đo với thiết bị đo các bạn. Còn hai con này thì đang xem ở đây là kích thước cánh này, kích thước lồng này, số cánh này, đúng không? Là giống nhau các bạn. Mình sẽ thử mở cái lồng này ra các bạn nhé. Để mở cái lồng này thì chúng ta sẽ xoay như này, ngược chiều kim đồng hồ. Nếu như mà nó chắc quá, các bạn có thể sử dụng một cái vật cứng, cái đũa hoặc tua vít. Các bạn để vào vị trí này, xong rồi lấy tay gạt thì nó tác động lực sẽ được mạnh hơn. Đó, vẫn giống nhau các bạn. Đó, cái quạt này của mình thì mình đã phải vệ sinh mấy lần rồi. Những cái quạt nhỏ như này khá là hữu ích trong phòng điều hòa. Này, hình như cháo qua nhau vẫn được, nó vẫn giống nhau các bạn, cánh kiểu các thứ này, cùng thông số, cùng kích thước các bạn. Đó, cháo sang nhau được luôn. Và nó sẽ không có long đen chặn ở phía sau này, dẫn đến việc là anh em muốn vệ sinh cánh thì rất là dễ. Cái cánh này thì chủ yếu là đây, nó sẽ bám bẩn ở cái mép này các bạn, và khu vực này. Đấy, các bạn lấy ra, các bạn lấy giấy thấm cồn hoặc thấm nước, các bạn lau đi, hoặc là mang cả cái cụm này đi rửa, nó rất là tiện. Ok, chúng ta sẽ cùng check thử phần bên dưới các bạn nhé. Đế to hơn như này thì một phần là thoải mái cho việc độ chế đúng không ạ? Tao để xem nó đảo gió như nào. Một phần nữa là nó sẽ rất là vững khi mà anh em để trên giường có đệm. Đến đây nó dừng một chút này. Cái góc của nó khá là hẹp so với con sâu lớp F5 nhỉ. Ok, mình đã lấy sâu lớp F5 ở đây. Sâu lớp F5 thì kiểu như là huyền thoại rồi đúng không anh em? Về chất lượng build, về độ tín chỉ. Đó. Quay sang đây này. Úi giời, hai ông gạt vào nhau. Nhưng sâu lớp F5 thì tốc độ gió không cao bằng mấy con 8 inch này các bạn nhé. Và để tốc độ gió mắc ấy, thì con F5 này nó chỉ có 3 cánh thôi, nó ồn hơn mấy cái con nhiều cánh này. Gió mắc không bằng và ồn hơn. Thế nhưng mà bù lại thì nó là một cái phiên bản gọi là anh em đã rất là tin tưởng về cái độ hoàn thiện và thiết kế đẹp của nó luôn. Độ bền nữa. Thế còn những cái quạt này thì cũng không biết như nào các bạn. Ok, chúng ta sẽ cùng tháo cái đáy ra. Bóc đây này. Bóc đây này. Wow, con này ba ốc ba góc, dự là sẽ không có. Oh, không tới này. Chán thế nhỉ. Ồ, nó vẫn có ngàm các bạn.
Ôi, cậy khó thế. Còn ốc không? Uầy, còn lỗ ốc đây các bạn này. Chơi vậy hay chơi lại? Như vậy là đáy này chúng ta còn thêm ốc các bạn nhé. Tưởng 3 con ốc 3 góc đã là hết rồi. Đúng là chơi vậy ai chơi lại. Ok, lên rồi này các bạn này. Wow. Đây là nội thất của nó các bạn nhé. Các bạn có thể thấy này, khi chúng ta bật đảo gió ấy, thì cả cái thân quạt phía trên sẽ quay các bạn nhé. Từ cả cái trục của phần thân này sẽ quay. Bên trong này chúng ta có một cái vòng bi này các bạn này. Vòng bi nó cắm như này đó, để cho cái việc quay này nó mượt mà hơn đúng không ạ? Khá là ok luôn. Đây là vòng bi các bạn nhé. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta, để xem này đó. Đó. Khi mà lắp lại thì các bạn cần canh làm sao cho đúng vị trí, đúng không ạ? Đây ví dụ như là vị trí á. Đại loại là khi lắp lại thì anh em cần phải canh. Đó. Lúc mà động cơ dừng một lúc thì chúng ta sẽ lắp nó vào. Còn đây là motor đảo gió. Đó. Ok, đây là một lưu ý khi mà các bạn tháo ra lắp vào, đúng không ạ? Đây là cổng tai xi này. Đây là khu vực bo mạch của nó và điểm nhấn ở đây là chúng ta đang có sẵn 4 viên pin 18650 các bạn nhé. Tắt này. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem phần bo mạch xem nào. Ồ, pin nó không dán xuống dưới luôn. Ồ, rắc này rất là cứng các bạn. Thậm chí còn khó tháo ra được. Đây là rắc của túc năng luôn. Bo mạch của nó thì vẫn rất là giống những cái phiên bản quạt khác thôi. Để xem nào. Ở đây chúng ta có tận hai con IC sạc pin thì sao ạ? Có mã của nó đây này, anh em có thể tra là ra ngay nhé. Bên trên này xóa tên chắc là MCU rồi. Điều khiển nút và chức năng rồi. Còn đây là con IC chắc là điều khiển cho cái động cơ này. Động cơ bước đúng không? Cho tác vụ đảo gió. Logo chữ Z quen thuộc, nó khá là giống với cả mạch của con quạt 8 inch kia. Nhưng con quạt 8 inch kia thì không có đảo gió các bạn nhé. Tính ra phiên bản này đến đây khá là hời rồi. Pin thì cũng có F33E ở đây các bạn. Mới đầu mình cứ nghĩ là nếu mà không có đảo gió ấy, thì anh em nào mà không có sẵn đồ để độ chế đúng không ạ? Thì các bạn có thể mua phiên bản pin 7200 này. Nhưng mà nếu như anh em nào mà có sẵn đồ độ chế đúng không ạ? Thì giá của con này lại gấp 2 lần con quạt 8 inch thường kia. Đấy. Và anh em có thể cắm con quạt 8 inch thường vào pin sạc dự phòng. Nhưng mà con này lại có thêm đảo gió, là một tính năng mà khá là đáng tiền. Để bóc ra xem cell pin nó có in thông số gì không. Ở đây nó còn có cả ngày sản xuất này các bạn này. Tháng 5 ngày mùng 10 này, 2024 này. Tức là cái quạt này mới ra rất là gần đây luôn. Ở đây chúng ta có 4 cell pin được mắc song song với nhau các bạn. Và nó đến từ Hongli à. Cái cell pin này mình đã gặp trong một số sản phẩm rồi. Có thỉnh thoảng còn gặp cả cái cell màu hồng hồng cũng của Hongli này. Nhưng mà không thấy thông tin dung lượng ở đây. 7200 mà chia cho 4 là bao nhiêu nhỉ?
3.600, 1.800 một viên. Đấy là quảng cáo các bạn nhé. Thế còn bây giờ thì mình sẽ thử mang đi sạc pin xem là sạc đầy chạy ở tốc độ cao nhất nó chạy được bao lâu các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng cắm thử xem là nó nhận sạc bao nhiêu watt. Ngay lúc này thì nó đang nhận khoảng 4W các bạn ạ. Nhưng mà mình thì đang không biết là cái dung lượng pin của nó ở mức nào. Vì cái bọn này thì nó không báo mốc pin các bạn. Lúc nào nó cũng sẽ nháy 4 đèn lần lượt như này, bao giờ đầy hẳn thì nó mới dừng sáng tất cả 4 đèn. Nên là mình không biết là nó đang ở mức pin có gần đầy hay không. Đấy. Để chúng ta phải xả hết đi xem là... Đây này, nó sạc vào báo là 12W mà đúng không? Đó. Ok, video trên tay nhanh đập hộp thì chỉ tạm đến đây thôi. Mình sẽ sạc đầy pin và test thứ nhất là về thời gian sử dụng khi mà chạy mắc gió này. Tiếp đến là sạc vào bao nhiêu watt khi mà nó pin yếu. Mình sẽ cập nhật bằng comment ở bên dưới các bạn nhé. Thế còn về tốc độ gió này, về mặt giá tiền có vẻ như so với con 8 inch kia, phiên bản lỏ kia thì con này sẽ có nhiều lợi ích hơn nhiều đúng không? Thứ nhất là pin nhiều hơn này. Thứ hai là có thêm đảo gió này. Thứ ba là cái phần đáy này nó rất là rộng rãi, thoáng mát đúng không ạ? Anh em muốn độ chế pin ấy, thì mình sẽ lấy thử một viên 21700 xem nào. Ok, ở đây mình có cụm 2 viên pin 21700. Nếu mà anh em muốn độ pin 21700 vào thì có vẻ như là các bạn sẽ phải quét rất là nhiều những cái chi tiết nhựa ở đây. Đấy, các bạn sẽ phải làm sạch hết nó đi này. Đúng không ạ? Thì mới vừa 21700. Nhưng mà tính ra thì anh em nào mà có sẵn pin 18650 dung lượng cao thì cho vào sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà điều chúng ta cần quan tâm thêm là check về công suất sạc vào khi mà pin nó yếu. Đó. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Mời các bạn cùng tham gia vào các group mình để link ở bên dưới, như là Cuồng Tai Nghe True Wireless, Nghẹo Công Nghệ, nơi chúng ta cùng thảo luận, hỗ trợ nhau trong quá trình sử dụng và cùng nhau săn sale các sản phẩm công nghệ với mức giá tốt nhất.